Just remembered I left my bagel. Chào buổi sáng tinh mơ tất cả mọi người. Tối hôm qua đúng là tai nạn. Mình ăn cái miếng sườn ở cái súp của mẹ mình ấy, ở cái quán Hàn Quốc tối hôm qua đấy. Thế là về nhà thôi. Sữa về nhiều quá, bây giờ đang rất là căng, rất là tức ngực. Và phải dựng em Trích dậy để cho em ấy ăn sáng để cho nó không tức nữa ấy. Sau đấy thì mình sẽ ra ngoài và hôm nay mình sẽ nấu đồ ăn sáng rồi là mời ông nội. Nói là mời thì có vẻ kiểu hơi kiểu khách sáo ấy, nhưng mà nhắn tin để ông nội sang đây ăn sáng với nhà sao Trích. em Trích này. Dad. Morning rồi. Good morning. Good morning. Đố mọi người biết là Trích đang làm gì hết. What are you doing? What are you doing, monkey? Trích đang làm thủ tục buổi sáng. Trích đang ị đấy ạ. Rồi. Are you poo-poo? Are you pooing? Are you hungry? You gonna have your breaky? Buồn. Good morning, Baba. Chạy. Mẹ cho chạy nhá. Mẹ chạy nhá. Em chạy nhá. Bắt đầu đến cái giai đoạn là mẹ đặt nằm thẳng thì bắt đầu xoay đây. Bắt đầu xoay các kiểu ở trong cữ rồi đây ạ. Agi. Ui, cái mùi gì đấy? Cái mùi gì đấy? Cái mùi gì mà nó... accident dad. So I poop on the cot. Thôi chết rồi, tai nạn rồi. Em ị ra giường của em này. Ôi nồi ôi. Không trao hết để mẹ chay. Không trao hết. Mẹ có cái tấm ở dưới này, không biết mọi người nhìn thấy không? Mẹ Sói Trích có cái tấm chống thấm mang ở bệnh viện về đặt ở dưới này rồi. Ông vấn đề gì hết, mẹ tay cho em. Ồ, mẹ biết rồi, mẹ tay cho em đâu. Không có chịu à, nó ướt ướt em họ chịu. Agu bobo với đúng rồi mẹ thay nha. Ướt thoát rồi, có chịu quá cho mẹ ơi, tay cho em thôi nhỉ. Raphael, get away! Mom. Yeah. Papa. What? Yeah, Papa go with Daddy, and Rafi and Daddy and Papa go shopping. Can you get Mommy something nice home, please? Please. Okay. Please. Okay. Bây giờ Sáu đi ra ngoài đi mua sắm, đi chơi với ông này, với ba. Sau đấy thì là về một cái thì cả nhà mình đi Garden City con nhỉ? Let's go. Get away.
One, two. Whose hand is it? Whose leg is it? Em sói biết nói mẹ đi đi đấy. Go away. One, two. Go away. Go away. Go away. Go away. Aww. Do you love mommy? Say love you, mommy. Raffi say mẹ. Mẹ. Hey, right? Right? Oh, oh. Oh no, Papa! Oh no, Papa! Where's the toes? I'm coming round to get. Oh no! Oh! Papa, toes. Got your toes? Oh no! Papa, no! Where's Papa? He said before that he said Papa at work. Oh no! in the dressing table, honey. Raffi. Yeah. Hiya. Hiya, Papa. Raffi, who's that? Papa Makiti. Mom. Yes. Raffi say Papa Makiti. Come on. And Raffi Makiti. What? What is that? What do you want? Daddy coming. Mommy will see you later, okay? See ya. No. Ready? Teddy? Go! Chick lại quay về cũi ngủ rồi này. Ba con sói với ông nội chưa về. Bây giờ mình sẽ tranh thủ đi là áo sơ mi cho ba sói Chick và phơi cái chỗ quần áo sáng nay giặt ra. Rồi là đợi hai ba con về thì cả nhà sẽ đi Garden City hôm nay để ba sói Chick cắt tóc. Còn ba mẹ con với bà ngoại thì chỉ đi long quăng mua sắm ăn uống linh tinh thôi. Và có lẽ là chiều nay thì cả nhà sẽ ăn tối sớm, ăn trưa muộn ở trên Garden City luôn. Sáng nay ăn sáng mọi người cũng no mà. Thịt bacon này, xúc xích này, gì nữa nhỉ? Cà chua này với lại trứng ốp lép ăn với bánh mì nướng như mọi người thấy sáng nay đấy. Là bữa sáng truyền thống của nơi ba sói Chick sinh ra. Bữa sáng truyền thống đại loại là ở các nước châu Âu ấy. Mình đi làm quần áo đây. Và hôm nay thì sẽ phải đi tìm mua cái bàn là mới nữa. Bàn là mượn ở bên nhà bà nội. Thế nhưng mà cái bàn là này bà nội cho luôn nhà sói Chick rồi. Thì công suất của nó lại nhỏ quá ấy. Nên là rất là mất thời gian. Cuối cùng là vẫn phải đi mua bàn là mới. Oh no, what? Uh-oh. Em sói vừa tắm xong đấy. Tối hôm qua là em không tắm. Đi ăn tối ở ngoài về xong là em ngủ luôn. Nên là hôm nay mẹ em tắm sớm cho em. Vì là tối nay nhà sói Chick đi ra sân bay. Raffi, look. Can you show mommy who are they? Who are they? Who's this? Who this? Show mommy. Đây là cái bát đồ ăn sáng của sói sáng nay ba lấy ra. Và ba không ngồi cùng em để ăn sáng nên là em không ăn hết. Và bây giờ em bỏ xuống đây để em chơi đây. Vừa nãy đi về thì sói lại có đồ chơi mới. Chắc ba lại chiều ba lại mua cho đây. Ba lại mua cho em này là em Freddy. Em tàu Freddy. Đấy, mặt em này. Freddy, yep. Raffi, can you tell mommy who's this? Bunny. Who's this? Deeper, Piggy. Yeah, who's this? Deer. This is deer. Who's this? Beagle. No, here. Who's this? Tiger. Yeah, tiger. Who's this? Pirate, that's right. Who's this? Boy. Who's this? Who's this? Monster, yeah. Mọi người nghe em sói nói ai đây nhá. Who's this? Mommy. Sói tự gọi cái em đấy là mẹ. Mommy. Who's this? Mommy.
Another boy. Can we do it again? Who's this? Who's this? Bunny. Em Sáu đọc được hết tên của những cái con vật này này. Bunny này, Piggy này, Tiger này. What's that? Should we pick all them back in the bowl, please? Ravi, tidy up. Nào, con nhặt hết những cái này vào trong bát này cho mẹ nào. Vừa nãy Sói cũng chơi, cũng lôi ra như thế này, bày ra bàn. Mami. Sau đấy thì là mẹ lấy máy hút bụi ra, mẹ định hút vào. Vì mẹ nghĩ là em cho gọi là lung tung ra sàn nhà. Nhưng mà quay đi quay lại thì thấy em đã nhặt hết cho vào bát rồi. Choco rice. Say daddy choco rice. Choco rice. Rose, Nicole, you roast that. Daddy. Yeah. Rafi just have shower. Is that a new tree, Rafi? Yeah. What's his name? Name. Freddy. Water. Ask daddy then. Go get some water. Say daddy, please. Daddy, please. Dad, he blew cups on the table. Daddy, please, please. Are the night markets on? Good boy. Baba, we won't have Nana tomorrow. Nana, go home. Nana, go home, Rafi. Ha ha ha. Chơi chán chơi mê mỏi lại nhảy lên đây ngồi ăn mì à con? Papa home. Yeah, Papa home. Where's Nana? Papa. Is Nana home too? Or Nana at work? Ông ở nhà là đúng rồi con. Thế còn bà đâu? Where's Nana? Nana work? Is Nana working? Nana not here. Nana not here. Nana. Yeah. Nana. Yeah. You wanna find Nana? Con muốn đi tìm bà. Say Nana. Nana. Where are you? Hello. Bà ơi. Rafi say bà ơi. Oh, Zoe crying. Run đi. Rafi. Nhầm. Yeah. Choco rice. Teddy toss. Em khóc à. Có lẽ là mẹ Sói Chích không nói thì một số bạn cũng biết được là ngày hôm nay là ngày cuối cùng bà ngoại Sói Chích ở đây. Và tối nay thì cả nhà sẽ đưa bà ra sân bay. À, bà phải có mặt ở ngoài sân bay vào tầm 7:30-8 giờ tối, trước giờ bay 3 tiếng, vì giờ bay là 11 giờ tối mà. Vèo một cái đã hết 3 tháng mẹ mình ở đây rồi. Và em Chích đấy, từ khi sinh ra bà ở đây cho đến bây giờ đã gần 2 tháng. Em đã biết hóng hớt, em đã biết cười, em đã biết nhìn theo mọi người rồi. Mọi người thấy thời gian trôi có nhanh không? Mình rất ghét đi ra sân bay để nói chia tay với mọi người, đi đón mọi người thì rất hào hứng. Thế nhưng mà để đi chia tay bất kỳ ai, mình thấy rất là ghét cái cảm giác đấy. Không muốn một tí nào cả. Bà ngoại chuẩn bị đồ hết xong rồi. Bà chuẩn bị đồ xong từ mấy ngày hôm trước cơ. Chỉ có cái hành lý xách tay thì là đến hôm nay bà mới cho nốt đồ vào ý. Rafi, what would you like, baby? Cookies. Con ăn nhiều thế. Con ăn hết pasta của con chưa? Rafi, where's Nana? Bà ngoại đâu con? Ask daddy, have those daddy cookies. Đây là bánh cookies của ba, nên là con phải hỏi ba. Ask daddy. Yeah, go ask daddy please. Daddy. Where's daddy? Daddy in the office. Daddy in the office. Daddy, Dad.
bây giờ có cái kiểu hỏi rất là kiểu tha thiết. Yes. Not really. Oh, em chích khóc. Em chích cũng buồn. Hình như là em chích biết là mẹ đang nói về chuyện bà. Oh. Zoe. Oh. Hiya Zoe. Ôi 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 ôi, đây đây tì giả của con đây. Đây đây đây. Oh, it's okay. We all go to airport. Yeah, we all go to the airport. Cả nhà mình sẽ đi ra sân bay. Con không phải lo lắng. Con không phải lo lắng cái gì cả nhá. Yeah, yeah. Đi ra để đưa bà đi bay về Việt Nam đó em ạ. Không biết là khi nào thì em mới được gặp lại bà nữa em nhỉ? Có khi lúc đấy em biết nói rồi, em biết đi rồi, em biết bò rồi, em biết đi rồi em nhỉ? Em buồn ngủ quá đấy mà. Mắt thì díu 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 vào. Oh, it's okay, it's okay, it's okay rồi. Con ngủ đi, nhá. Ngoan, it's okay. Thôi mẹ yêu một tí nè. Nhẹ. Nhẹ. Em buồn bà về. Rồi, Agu. Hayo mama nyo mama. Agu. Em không chịu được. Nào con. Yeah, that's the moon. Đúng rồi. Trên đấy là trăng. 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 Bye. Nào con, lên xe nào. Come on. Bà lên xe trước nào. Xong để mẹ con cho sói vào. Come on, Rafi, let's go. Go with Nana. Yeah. Get in the car. Get in the car. Cả nhà đã đến sân bay và bây giờ ba của hai em đang tìm chỗ đỗ xe. Em sói thì lên xe một cái, cười được hai cái là lăn ra ngủ. Chích cũng vẫn đang ngủ mẹ nhỉ? Dạ, chích như sáu sáu này. Chích dậy một cái thì mẹ sẽ cho chích vào điều. Thank you.
nào, bây giờ con muốn đi đâu nào? Yes. Where you wanna go? Chơi nốt với bà ngoại đi. Mai là không có bà ngoại ở đây nữa đâu. Where you wanna go? Ở đây không có cái khuôn viên nào cho trẻ con chơi nhỉ? Anh mình chưa tính ra. Con không nghĩ là ngoài này có. Nếu mà ở trong phòng đợi ấy thì có. Trong cái khu vực đợi thì có. Chích ra đây hỏng hết hả con? Sớm thôi con ạ. Nhá. Nhà mình lại đi ra đây để bay về Việt Nam chơi. Nào. Aki. Aki. Ồ, làm sao? Bà sói Trích đang đi mua một ít đồ ăn, mang về đây để ngồi ăn linh tinh để đợi. Đợi để bà check in, chưa đến giờ. Raphael. Raphael. What are you doing? Con làm sao đấy nhỉ? Sói cứ buồn buồn thế nào đấy hả con? Hỏi cái gì cũng không. Hỏi cái gì cũng không mà. Không được chơi. Zoe. Ô làm sao? Em cũng buồn à? Em cũng biết à? Em cũng biết à? Mẹ cho em vào ti nhá. Mẹ cho em ti ti nhá. Ti ti chơi. Ti ti chơi. Anh sói đang rất là thẫn thờ và mè nheo đấy nhá. Daddy go get you some fries. Some chips. Yeah, where's daddy? Raphael, where's daddy? Do you know where's daddy? Where's daddy? Say cheese. Em đang ngái ngủ, em buồn nộ. Em ngủ ở trên xe, giờ này là giờ hai em mới đi ngủ mà. Úi dồi, anh sói có đồ ăn cái tỉnh táo ngay. What is that? Is that chips? Chips. Con đừng có tụt xuống dưới cái ghế như thế. Xong đến lúc mắc cái mông ở đấy. Nhầm 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 nhầm. Ồ, đến giờ bà đi vào rồi trời. Ok honey. Oops. Kissy for Nana. Oh, say I miss you, Nana. Bà ngoại giờ này là chắc đang ngồi để đợi lên máy bay vì là bà vào trong khu cách ly rồi ấy. Còn nhà sói Trích thì đang trên đường về nhà. Nói thật là lúc này mình chẳng biết nói cái gì cả. Nên là mình sẽ dừng vlog ngày hôm nay luôn ở đây đây. Hẹn gặp lại mọi người ở vlog ngày mai nhé.